nay là bằng bằng lúa, thật mấy nhà lúa nó im mỗi năm tàn rồi cũng mới sập thì đập tùm lum tới đây. Hôm nay làm như nó hạn hết. Hồi nãy lên đó là chạy lên đó đúng rồi phải không? Thằng chủ nó mới chạy xe vô đó. Chủ nó nhiêu công? Thằng đó không biết nhiêu công mà nó hai chủ nó hay gì phải không? Trên đó. Nó mười mấy công hay gì đó anh gì? Miễn cái qua nói á, qua 16 7 công gì đó. Miễn cái chân chân tướng một gò cắt thì 19 công đó. Ừ. Tôi nói nó đổ máy một chủ 17, một chủ 19. Ở trong đó đó. Máy người ta đem vô rồi mà tự nãy giờ kiếm chủ không có, nó cừ. Cái thằng ở ngoài Bà Kinh làm như nó 9 công hay gì đó. Nó làm như chỉ ăn lời vậy đó. Lúc đổng á. Nó làm như chỉ ăn lời vậy phải không? Cầm bình kinh vô cái làm ủi lên như chiếc ăn lời vậy đó. Cái đầu trong á, cái đầu ngoài thôi nè, ngoài bờ trong bờ đen không có cắt. Rồi. Vậy là mồi gòi đất với anh Sáu cắt. Còn cái chủ nào 50-60 công trong đó không? Cắt chưa cắt quá. Chưa mấy à. Không biết nó chủ nào mùa rồi cắt chung với 6 2 3 chiếc cắt luôn. Đó. Nè, chuyện đó đó. Bên đó đó. Bên đó đó mà giờ nó kêu bán cắt. Bên này nè, bên đó đó. Ừ. Mà mình cắt được mấy mình cắt 19 công, hai mấy kia cắt gì? Mấy 6 cắt hai cây, mình cắt cây. Thôi đắng đó hả? Ừ. Bao. Không mùa rồi một chủ một à. Chủ một hồi. Chủ bán thầm quá. Dạ. Hai bên vách đường nước luôn, bên đường nước bên đây, bên nước cũng như đất ổng bị cắt cái đây nè, dám không phải đâu 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 trong đây nè, nè ngay chỗ cái dòng cáo có đường nước đó. Dạ. Ờ có ổng vòng vòng đó đó. Cuốn biên. Biên. Ờ, cuốn biên gì đó. Cuốn biên. Nó cắt rồi đó. Cắt rồi. Cắt một số rồi đó. Thôi duyên nhớ chập chờn đó, còn vách bên bên bị trên đó là 20 công nữa. Có cái đường nước chạy dọc vậy nè, vô trong có cái bào bự nằm bự gì đó, anh ở đó nằm đó. Không biết cắt chưa, không biết. Thấy cái chòm bên đây thấy cắt rồi nè. Ừ. Còn qua đường nước không nữa. Không, qua cái chùm gáo bự đó đó. Tên thằng Biên. Là đất nó mướn, đất của ông ấy là làm. Cũng tấm thần. Công đó có đất nhiều đâu, có nào không nhiều chứ. Sáu còn cây nữa, nó cắt đầu, nó còn cây cắt đầu trên kia vậy nè. Trên kia quá. Khi ông lại đưa cây nữa, đưa hai cây của anh Tư xuống đây. Cảm bữa nay cũng nhiều.